clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái tính năng tăng tốc lướt web cho cái trình duyệt Firefox. Thì cái tính năng thì này là tính năng mới của Firefox, nó chưa được bật trong Firefox, nó đang còn thử nghiệm. Thì các bạn muốn trải nghiệm cái tính năng này của Firefox thì chúng ta có thể bật tính năng này lên để cho có thể là lướt web một cách nhanh hơn theo nhà sản xuất giới thiệu. Thì để bật chức năng tăng tốc này lên thì chúng ta vào trình duyệt Firefox và đánh vô about.config. config. Ở đây chúng ta chọn check và nhấn vô đây. Ở đây chúng ta tìm là brown với cái từ mà mình để trên thanh này. .user đây, nếu các bạn đánh ra thì nó có tứ này rồi nè, browse.user-new-package nè, mặc định nó là đang là số 0, mình ấn đúp vô, mình đổi nó thành số 1 và nhấn OK. Sau khi nhấn OK rồi, chúng ta return lại là cái tính năng tăng tốc nét của Firefox mà nhà sản xuất đã giới thiệu là nó tăng tốc. Cái tính năng này chưa được bật trong Firefox, Firefox nha các bạn. Rồi các bạn có thể quan tâm video và làm theo. Rồi hẹn các bạn vào clip sau nhé.